được bao nhiêu tấn, mình độ khoảng 70 tấn, nhưng mà để coi cây sao. Vì nó chạy gì như mà bà già đi dâm phủ á, tại trong đó nó chuyền nhông rất là nhiều ha, nó đi rất là lâu luôn. Đó đó đó, bắt đầu lùa ra nha, ghe mình bê nè, ghe mình bê nè. Từ mấy dưới này là lên tới đây là khoảng một thước 6 ha, thước 6, thước 7 luôn. Nguyên chiếc ghe này là mình chất một mình luôn nha anh em, múa dao một mình luôn ha. Tổng là được 75 tấn nha anh em, 75 tấn tư ha. Ở chuyến này là mình chuyến đầu tiên trong đời mình chở quýu luôn, hết đát cái vụ mía luôn. Mà thấy ở trước nhìn lại thì thấy nó dữ dằn ha, dữ dằn dện ha. Hello anh em, thì cái clip này mình tiếp tục nha, nhưng mà mình dời bãi khác rồi, qua đây qua bên cống công sự nè anh em. Qua cống công sự bây giờ là giác chuyền qua ha, ghe lồi đóng cống, ghe lồi lồi giác ra cho mình. Thì cái clip này là mình đi sâu sâu vô trong rừng luôn nha anh em, vô tới rừng luôn nha. Thì anh em xem clip nhớ đăng ký kênh và like cái ủng hộ kênh mình nha. Mình muốn hồi nghe nói có lịch mở cống gì đó, để tình hình kênh sau chắc mở cống là mình đi vô rừng luôn rồi. Dạ anh em tiếp tục theo dõi cái clip này, cây mình xuống được bao nhiêu tấn, mình độ khoảng 70 tấn nhưng mà để coi cây sao. Giờ mình ngưng chút xíu cho cái cống này mở xuống, nó sạp xuống vậy nè anh em. Rồi bắt đầu là cái cu be đó, cho cái cu be nó ra nha, cu be ở sau chiếc ghe nhỏ đó. Rồi không biết chừng nào đóng lại, rồi chiếc ghe nhỏ đó, chiếc ghe nhỏ ra cặp với mình luôn. Chừng nào người ta đóng cống người ta mới kêu vô ha. Mà chắc mở chắc nguy cơ cũng đóng liền. Thôi kệ, nó đi mình làm lai rai được chút ha. Cái cu be sao nó tới là mình giờ mình dạt qua bên đây. Ở sau có ghe con em mình nữa. Nhật Tân ha. Nhật Tân ghe lúa. Ngày xuống nước chứ. Ghe đó là lòi được 14 15 tấn, mình làm hết đâu 3 tấn à. Hơn 3 tấn à. Cống nãy giờ mở khoảng 15 phút mà nó hạ mới có qua khoảng một thước rồi nghe anh em. Anh em ở đây nói là khoảng 45 phút nó mới xong nha. Vì nó chạy gì như mà bà già đi dâm phủ á. Tại trong đó nó chuyền nhông rất là nhiều ha. Nó đi rất là lâu luôn. Giờ là khoảng 5 giờ chiều rồi mà chờ chắc tới 5 giờ rưỡi mới có xong ha. Xuống hết ghe đó chắc khoảng 7 giờ tối. Vậy là nó hạ xuống tới mặt nước nghe anh em. Xuống một cái là nguyên lục bình này vàng lùa ra ngoài sông hết luôn nha. Để nãy giờ thấy ba lục bình này nó dướng sò nước mình hoài, thấy nó hơi bực bội quá. Nước ở trong rừng nó cao hơn khoảng 2-3 tấc ha. Rồi chiếc ghe mình dạt cái mũi qua đây luôn. Đây là cống công sự nha. Anh em nào ở tại công sự này có xem clip mình được thì U Minh Thượng nữa thì bình luận bên dưới nha. Chào nhau cái nha anh em. Đó đó đó, bắt đầu lùa ra nha, ghe mình bê nè, ghe mình bê nè. Anh em thì hôm nay là mình gần đầy mía rồi nha, còn ở trên bờ là còn khoảng 3-4 tấn nữa, nhưng mà không biết lấy hết không. Bây giờ là ở dưới ghe mình là 70 tấn rồi ha. Mà nó chưa có lắc. 70 tấn ghe mình thường chở 8 mấy tấn chở lúa ha. Mà giờ nó chưa lắc thì mình ghe chở mía thì lúc nào mình chắc lắc rồi đi ha. Ở trước lại sau đây là 4 kéo. Bên đây mình chắc không có giăng dây mà bằng rang nha anh em. Tại vì cái này là cái nghề truyền thống của mình nha. Hồi xưa là mình đi chắc mía, nói chung là anh em Bến Tre là rất là nhiều ghe mía, là mình chắc hết 50% ghe mía của Bến Tre ha. Ngày xưa chắc là có cái cây vỗ đầu nữa ha. Chơi là hàng đi chắc mía là toàn là vỗ đầu được không. Đẹp cực kỳ luôn. Dòm ghe mía chảy chì mà cái ghe thì nó không mục mà. Ở quên cái ghe thì nó mục. Bây giờ là ghe ngon hết trơn rồi. Nói chung cũng đỡ hơn ngày xưa rất là nhiều. Ở trên trước là mình chắc lên tới cái bổ châu dưới nha. Chừa cái mũi một tí thôi. Chắc vậy nó mới có tải nha anh em. Từ mấy dưới này là lên tới đây là khoảng một thước 6 ha. Thước 6, thước 7 luôn. Khoảng thước 7 á. Nếu mà mình chất chừng nào lắc thôi, nếu mà nó chưa đủ nữa, nó chưa lắc thì mình chất khoảng thước 8. Chất cho nó vừa lắc hơi hơi thì mình đi, tại vì chở lúa thì nó không lắc nha anh em.
Có bên đây nè, bên đây nó hơi bị ra cái bụng ha, tại vì lâu ngày quá mình canh lại nó không đều ha, nó hơi ra cái bụng này. Ở trên này là 4 cáp, mỗi một cáp là nó khoảng trên này khoảng 25-26 tấn nha anh em. Thì 4 cáp 26 tấn mình chia ra đi. Mà cáp này nhẹ hơn cáp dưới, lòng son nó tới 4 mấy tấn mà 6 kéo. Mà kéo ở dưới nó cái cọng cáp này nè anh em, nó hơi bị yếu nha. Mình lo lo cái mấy cái cọng cáp dưới sợ cẩu nó bị đứt cáp á. Còn cáp trên này nè, nó ngon. Tại vì ở dưới cáp nó nặng hơn, cái mỗi một kéo nó nặng hơn, nhưng mà có cái là ở dưới cái kéo nó vắng. Nó nặng hơn là tại mình chắc bị cao quá, nó cao được. Còn bây giờ là ở trên này là cái kéo nó dài nè, tuy nó nhẹ hơn nó dài. Nếu mà anh em chắc cái cáp, cái cọng cáp nó vắng thì mình không thể nào cẩu được ha. Gom cẩu không được. Đứng ở trên thấy nó thành thành vậy chứ ở dưới này thấy nó còn gọn lắm nghe anh em. Cơi cái cơi chỗ này nó chỉ có bằng cơi lúa à. Chứ nó còn chưa có cao. Thì mình chắc chừng nào lắc thôi. Đó, rất rất là gọn nha. Thì còn giờ 70 tấn rồi, thường thường mình chở 80 tấn lúa ha. Be nó còn rất là cao luôn. Thì cái chuyến này là mình hành trình gần 300 cây số nha anh em. Thì đi tới đâu mình review cho anh em, có gì hay hay mình review cho anh em xem ha. Anh em xem clip nhớ đăng ký kênh và like cái ủng hộ kênh mình nha. Thì lát nữa nó đầy rồi á, mình chạy cái đường này nè. Lát lên mình chỉ cho anh em. Chạy đường này ra cống công sự nó bị càng á, thì mình trong cái quá trình đó mình cũng quay lại cho anh em xem ha. Nguyên chiếc ghe này là mình chất một mình luôn nha anh em, múa dao một mình luôn ha, múa đồ lông dao là một mình luôn chứ không có mướn ai. Tại vì có cái á, mướn là mình đi dài bãi bãi dài tấn vậy nè, và nó mướn nó khó anh em, ta theo ghe nó khó lắm nha. Tại cái đường có khi không có đường xe đó, mướn thì 20.000 một tấn, mình ráng chắc là thêm được triệu mấy nữa ha, tiền đó thì mình trả. Mà nói chung á, là chắc 4 ngày ngày có khoảng chừng mười mấy 18 tấn à, như hôm 3 ngày trước thì mình chắc được 62 tấn, tính ra ngày có 20 tấn à, ngày nay thì nó ít. Thì ngày nay mình chắc rồi đi sớm. Bởi vậy mình nói chung là không cần thiết mướn anh em, tại vì mướn là nó hơi vất vả cái vụ mình nuôi cơm nuôi nước người ta nữa. Với mình dời bãi nó rất là nhiều, rồi mình chặt về nó ra sức khỏe luôn nha. Không biết làm sao chứ mình thấy mình chặt là nó rất là ra sức khỏe, mấy ngày đầu thì nó mệt, còn như mấy ngày nay là nó khỏe lắm nha anh em. Có thể mà sống thêm được tuổi thọ thêm được 2 năm nữa ha. Anh em nào ở không lâu ngày á, không tin là làm thử ra, cứ ra làm, ráng cố gắng bỏ cái làm biếng đi, ra làm xiên một cái vài bữa là anh em thấy nó khỏe, sức khỏe nó khỏe rồi, nó giải được chất độc trong người ra nha. Cái đó là bác sĩ nghiên cứu chứ không phải khoa học nào nghiên cứu nha. Khoa học thì anh em cứ sợ là biết, thì mình thấy khỏe thì mình nói vậy thôi. Còn anh em nào mà đang làm nhiều thấy anh bác sĩ nó khuyến khích làm thì cái đó là không phải đâu nghe. Nó làm muốn chết cha luôn mà nó còn khuyến khích làm, thì cái chuyện đó anh em làm quá sức tưởng tượng rồi, cái đó thì không nói. Mấy anh em làm càng nhiều thì đó là phải, nhưng mà anh em nào làm biếng thì ra làm đi, là sống dai nha. Còn anh em nào làm nhiều thì cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Rồi mấy anh đệ mình cân mía ở đây, mà cái bãi này thì mấy năm trước rồi mình có... Chào cái ơi, chào anh em cái ơi. Năm trước mình có chắc mía ở đây rồi, năm nay mình quay lại đây là review cho anh em xem. Rồi lát nữa mình chạy ra ngoài tới cống mình cũng quay lại. Thì quá trình 300 cây số mình cũng quay lại cho anh em ha, anh em đón theo dõi clip mình nha. Rồi, rồi tiếp tục giờ mình làm lắc rồi đi nghe anh em. Tại vì cái này nó không khẩm ha. Mà cái này cái cơi này chỗ này mới bằng cơi lúa ha. Bề ngang này mình chắc 3 cây, cứ 3 cây là tại cầu đây nó nhỏ mình không có ra nhiều được. Chắc về mà hôm qua ra cầu khỉ với mấy cái cầu nhỏ nhỏ trong kinh là nó vừa ngáo mình lắc mới ra được ha. Bề cao là nó bằng luôn. Ra đây thì mình mồi thêm ra đây là cái sông này nó hơi bự rồi nè. Nhưng mà hai bên cây thì nó dè là dữ lắm nha. Mấy cái ngã ba này anh em quay là nó vừa khít luôn nha. Quay phải xào mấy cái mới ra. Mía này xuống ghe mình là cái ít nhất cũng cả tuần nha anh em. Rồi cái nào nhiều rồi cũng cả 10 ngày ha. Mía nó khô hết trơn à. Nếu mà mía nó nặng thì ghe mình chở cái cơi nó thấp dữ lắm nha. Mấy cái này có cái 10 ngày luôn nè. Khô cho nên mình chở cái cơi nó hơi cao. Tại vì cái chỗ trong rừng á thì gần trong rừng á thì nó xuống lẹ luôn nha. Đốn có 2-3 bữa xuống à. Tại vì trong rừng á ghe nó đi gom, còn ở ngoài này cái đường gần sông lớn anh em, cho nên để dành cho ghe nó chăm ha, chứ không có cho ghe lấy, cứ để cho ghe chăm, thằng nào yếu ra đây chăm ha. Chứ không cho ghe lấy ở lòng son nha. Rồi giờ mình gần đầy chuẩn bị ghe ra nha anh em, tiếp tục theo dõi clip ha. Rồi xong xuôi nghe anh em, ráng cho hết cái bãi mía của anh em mình ha.
À, hết trơn luôn. Chức mía rồi, ngồi mệt. À, máy bay anh em. Máy bay đi tướng em. À, là tổng cộng là được 75 tấn nha anh em, 75 tấn tư ha. À, chuyến này là mình chuyến đầu tiên trong đời mình chở quýu luôn, hết đát cái vụ mía luôn. Mà thấy trước nhìn lại thì thấy nó dữ dằn ha, dữ dằn dện ha. Mà bên hông mình thấy nó còn mỏng nha anh em. Bên hông thấy còn mỏng. Cái này là cái bèo còn mía bê gió nha, từ đây lên tới đây còn mía bê muối trên này nữa nè. Thì thấy nó cũng vừa đi, tại vì mình nói lắc đi nhưng mà hiện tại thì mình thấy nó chưa lắc, mình đi qua đi lại thấy chưa lắc nha anh em. Ghe mình chưa có lắc nhưng mà hết mía rồi, mà thôi từ đây trở xuống thôi chứ mình cũng không dám trở lên nữa. cỡ đó được rồi, cũng đủ sống ha anh em, đủ kiếm tiền ăn Tết rồi. Rồi mà giờ bây giờ mình phụ anh em phụ kéo đoàn lên rồi mình ghe ra ha. Tranh thủ hành trình 300 cây số. Rồi anh em xem clip nhớ đăng ký kênh và like cái ủng hộ kênh mình nha. Rồi đang ghe nha anh em, mình ghe nhẹ nhẹ thôi nha. Để cho nó đi lai rai nè. Chứ không dám ghe mạnh. Tới đây là tới ha. Ghe mạnh nó hốt rác lên, mình mới tắm rồi mất công gỡ rác nữa nha anh em. Hồi đó thì mình chở 72 tấn là dữ lắm rồi. Mà chiếc này là chở 75 tấn tư luôn. Hồi đó thằng em mình cầm chiếc ghe này là lúc chưa đóng bầu muối chở mía ca ha, là K84 anh ạ. Là nó chở là 76 tấn nha. Nên chỉ có nó chở mới được thôi, còn mình sợ lắm. Còn này chuyến này mình chở quá trơn mà điều nó không lắc anh em, ghe vững.